Rồi dùng bà hai mới là khuyên sư về nè, ngọc thì phải chùi phải mài cho nó sáng. Bà hai nói mà bà hai khóc, mà sư ngồi sư cũng đỏ mặt hết trơn luôn, là sư tệ á. Bà hai nói bà hai khóc, ngọc thì phải mài phải chùi phải dũa cho nó sáng, cho khắp thế giới năm châu bốn biển đều biết Việt Nam có là đất Phật. Chứ mà lúc đó thì cô hai không có dám nói cái gì hết á, chỉ nói là cho khắp thế giới đó, khắp nước năm châu bốn bể cho người ta biết Việt Nam là đất Phật đó. Còn khi nào con gặp sư là con nói cô hai ở núi Dinh á, mà có gửi cho cô liễu pháp á, đưa cho sư sáu ông chỉ với hai hộp kim, nói với sư thì sư nhớ cô hai đó không, nói vậy đó. Chắc Rồi nói vậy bữa là cô hai đi vô trong chân núi là cô hai tính lấy cái sợi dây thông hơi để mà trị bệnh cho người ta đó, thì sư cái nhà quan đó đó sư ở trong cái nhà quan đó, sư nói hả có cái dao thì đưa đi con chặt cho cô đó. Con nhắc con nói là cô hai gửi lời thăm, cô hai nhắc nhở. Bây giờ cô hai thấy sư là cô hai cũng vừa mừng mà vừa tủi, cô hai khóc nhiều lắm mỗi ngày coi, mà bị gì sư đã được hoàn thành như lời của cô hai chúc tụng. Con nhớ chẳng vậy đó, cô hai chúc tụng mà cô hai dặn dò đó, mà ngăn kêu bằng cách cách năm nay nữa là 3 năm mấy rồi đó, tới giờ là cô hai không có gặp nó 3 năm mấy, là cô hai cũng ăn ngày ăn buổi giống như sư đó ở núi Dinh, thì nói vậy là ông biết rồi. Nói với ổng là ba người mà cô hai rồi cô ba là với cô năm là bỏ thân rồi, bỏ xác rồi, nói với ổng cho ông là ba người mà nuôi đó, bây giờ cô năm cổ đã tịch rồi, nói vậy cho ông biết. 2021 đó là bà còn ở trên đó là mới 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 là ông bảo ông Thích Minh Tuệ ông về ông ẩn tu đó. Cô Liễu Pháp ở ở ngoài Bình Định đó. Thân thân thích với ông Thích Minh Tuệ lắm, với ông Năm mà ở ngoài Nha Trang á, con ở ngoài Nha Trang mà chỗ cái chùa mà Thích Minh Tuệ ở trong này về á, là về cái chùa của cái ông Năm mà ở ngoài Nha Trang ở lên trên đó, ông ngồi ông nghĩ có cái gốc cây bồ đề chỗ cái chòi trong rẫy của cái ông Năm, người ta cũng kêu bằng thầy đó đó, là tại ông về đó ông tu ở chỗ đó đó, ông tu chỗ đó rồi ông muốn đi đâu rồi ông đi 1 năm 2 năm gì ông cũng về ông trụ ngay chỗ đó đó. Còn hả về với núi Dinh thì ở trong chỗ bà nói ở đây nhiều khi con không có tới con không biết, nếu mà con có tới dẫn người con mới biết ở tuốt ở trong chân núi chỗ núi Dinh mà mấy cái nhà quan người ta làm vườn làm rẫy trong đó đó, bỏ không có người là ông ở trong đó, ổng với hai người nữa, như có khi ba người mà chia ra từng chỗ. Mà mấy vị kia bà hai nhớ tên hết không? Mấy vị kia bà không có nhớ tên, bởi vì nhiều khi bà làm nhiều công chuyện, nhiều công chuyện khi bà cũng cũng không có để ý, Không để ý. chỉ có hỏi, mà chỉ có ông Minh Tệ làm như nó đủ duyên với ổng á, bà đủ duyên với ổng, bà hỏi ổng là pháp danh gì, hỏi ổng pháp danh gì thì ổng mới nói là con á, là con vô trong chùa con ở 2 năm con ở không được con đi ra, là thầy có đặt cho con pháp danh là Thích Minh Tuệ đó, thì chỉ biết ông đó, còn mấy ông kia bà không có hỏi. Vậy là sư Minh Tuệ này là ở ở núi Dinh xong rồi mới về chỗ tu viện Chân Như hả bà hai? Không, về tu viện Chân Như trước. À là hồi đó ở tu viện Chân Như trước. Rồi À, rồi thầy về Thông Lạc, thầy Thông Lạc mất rồi rồi, rồi sư Minh Tuệ mới đi. ông mới đi. À, về như trước
đó. Ổng về Chân Như rồi xong rồi ổng ở không được, ổng mới đi, ổng mới đi mà lúc đó bà cũng chưa biết ổng nữa. Là sao mà cái năm mà 2000 đó đó, rồi là bà mới về trên chùa đó, bà ở, bà cũng ở đây, bà bệnh hoài mà hơn nữa rồi bác trai con ổng mất đó, rồi tao là tao buồn với phần buồn cái rồi bệnh rồi rồi đổ bệnh không nổi, người ta đóng cửa, tao khóa cửa nhà này rồi tao đi khóa cửa đằng An rồi rồi tao đi lên trên đó, bà lên trên đó đó rồi mới là đủ duyên mà bà mới gặp ông Minh Tuệ chứ thôi thì bà cũng đâu có biết đâu. Bữa bà hỏi là cuộc tự nhiên à, khiến sao mà cái hàm khẩu của bà mời ổng thọ thực tại chỗ, còn mấy bữa ổng lợi là bà xớt bát đâu đó cho xong xuôi rồi là ổng đi chứ không có ngồi đó, mà bữa bà lại mời ngồi tại đó thọ thực đó, rồi ba ngồi đó bà thọ thực bà dọn ra rồi tự nhiên cái bà giờ bà thấy bà tội nghiệp bà thương à, rồi bà mới nói chuyện Ngọc, bà mới mới dặn vậy đó, Ngọc phải mài phải giũa. Bà nói là cái bà khóc luôn. Bà thổi bà khóc luôn à, đó là cái bữa đó đó, rồi mấy bữa sau đó là sư mới 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 là lại rồi mới hỏi thăm thầy trụ ở đây, sư kêu sư chứ không có kêu thầy, sư trụ đây tới chừng nào sư có đi đâu nữa không, thì ông mới nói con về đây như vậy là con ở cho được 2 tháng, con dừng chân, con dừng chân rồi con đi về Cà Mau. À, rồi cái bữa rồi cái ổng mới lại ổng từ giã trước bác, rồi ổng mới từ giã với bà là ổng nói khuya nay á, là con đi Vũng Tàu, con đi sớm con xuống Vũng Tàu rồi con đi về miền Tây, mới nói vậy nè. Bà nói đi vậy rồi đánh cái vòng xa quá vậy thì sao ở đây, lỡ rồi ở đây thì đi 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 về Sài Gòn mới 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 là đi đi xuống về Vĩnh Long rồi mới 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 đi về Cà Mau chứ sao đi vậy xa quá, đánh cái bọc xa quá vậy. Ông nói không có, con đây là con đi xuống khuya nay là con đi tới chiều mai là con tới Vũng Tàu. Ông nói ông chỉ cho bà nghe hết á, con nha, chiều mai con mới tới Vũng Tàu, con đi cái đài liệt sĩ, hỏi cho thầy đi hồi nào mà thầy rành quá vậy. Ông nói con coi bản đồ con biết hết á, rồi là con đi xuống chỗ đài liệt sĩ á, là con dừng lại, con dừng lại con nghỉ, con về tới đó là tối dữ lắm rồi, nói vậy là mà đi 3 người lẫn cái quán mình ẵm tối lắm rồi, nghĩa là con đi bọc cái bãi sau con ra bãi trước, ra bãi trước nữa là con về chỗ Bến Đình đó là 1 ngày nữa tới tối luôn á, đó là coi như 2 ngày á, đi sao mà đi trở xuống miền Tây được. Ông nói con đi đò, con đi qua Cần Giờ, con thấy không, ông chỉ con mới biết. Ông nói con đi đò con qua Cần Giờ, rồi con qua Cần Giờ rồi có cái chiếc cái gì nhỏ đó chạy xuống Dàm Láng, Dàm Láng là Gò Công đó con biết không. Ừ, còn nếu ở Cần Giờ thì phải đi bộ bộ hành lên tới Cần Cần Giuộc mà đi xuống Gò Công nữa là đi xa quá đâu có được. Ông mới đi 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 xuống Cần Cần Giờ xong rồi ông mới ổng nói đò gì nhỏ nhỏ đó mà đi xuống Dàm Láng, Dàm Láng là ở Gò Công đó, ổng coi bản đồ ổng đi á con, tới Gò Công rồi ổng mới đi chỗ lên là gì kêu gì mà đi xuống với Vĩnh Long này nè, đi 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 chỗ lên trên Cần Tiền Thơ Giang, à? Tiền Giang, Giang đi đi bộ hành lên Tiền Giang, đi Tiền Giang mà chưa tới Tiền Giang là có cái đường có đường tắt gì nữa đó, qua Vĩnh Long Cần Thơ ổng mới đi xuống Cà Mau. Ừ, đi giỏi chứ, vậy nó không biết đường đi hết trơn á con.
đó, từ cái ngày đó tới giờ ông đi, từ ngày đó tới giờ là bà không gặp nữa đó, mà chỉ có cô Liễu Pháp. Ông về ở ngoài Nha Trang đó, là cô Liễu Pháp có dẫn cô bà ra ngoài một lần lên chùa tuốt ở trên núi luôn, mà bà cũng không gặp ông. Dạ. Bà cô Liễu Pháp của bao xe với cái chú ở dưới núi Cấm á, ở cái dưới núi Cấm mà ở gần cái chùa của Ngô Tấn Kiệt á. Ngô Tấn Kiệt về cất cái chùa đâu dưới chỗ núi Cấm đó, con có biết không? Dạ con cũng có nghe người ta nói mà con chưa tới. Cất cái chùa đó, Ngô Tấn Kiệt về cất cái chùa đó đó, là đưa cho có người ở đó coi ngó hết á. Dạ. Rồi cái người đó đó với cô Liễu Pháp đó, lên không biết xe con ở đâu không biết, mà chẳng có lên đi sớt cô chiều cũng gần 5 giờ chiều rồi, mới 4 giờ mấy, gần 5 giờ chiều mà sớt cô đi ra ngoài Nha Trang đó, là cô cũng đi luôn đó, Dạ. cũng cái lúc đó cô khỏe cũng còn nhiều, đi luôn, đi ban đêm luôn á, tới sáng rồi qua tới ra tới Nha Trang, mà đi 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 có con đường xe chạy lên tới 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 cái chùa đó luôn nữa. Còn ai lạ lạ là không cho biết cái đường đó, là coi như đi đi đường bộ trèo dốc mà con. Dạ. Đó là bà có ra cái chùa đó một lần đó, nhưng mà bà ra đó thì bà không có gặp ông Minh Tuệ đó, rồi ra đó gặp ông sư chủ trì ở đó, rồi ông cũng đón tiếp và cũng nồng hậu lắm, cũng tội nghiệp lắm. Dạ. Rồi ở lại đó một bữa đó, rồi sáng lợi là bà về trong này luôn, tới giờ là bà không có ra nữa. Dạ. Còn Bình Định thì bà cũng có ra, bà ra lần đó rồi là rồi bà về tới giờ bà cũng không có ra luôn. Dạ. Còn Gia Lai anh của bà ở ngoài đó thân lắm đó, mà cái số điện thoại của một ngày cổ độ điện cho bà là cả 2 cuốc đó, mà từ hồi tôi đăng ký vì ta không biết xài điện thoại già rồi đó, con điện vậy thì bà mới nói chuyện con được nè, chứ biểu bà nhắn tin con hay con nhắn tin bà không biết được đâu, bà coi chứ á, Dạ. bữa bà có nói với con rồi bà không có biết. Mà cái này sư cô tặng cho bà thì bà để bà coi vậy, chứ còn theo dõi coi chứ, rồi bà biết điện cho con có số điện được, chứ bà nhắn tin cho con bà cũng không biết nè, rồi con nhắn tin cho bà cũng không biết chỗ nào mà bà coi hết trơn, bữa bà Dạ. đã nói đó, mà bây giờ ngoại nhắn tin cho bà quá trời luôn à, mà rồi bà có biết cái nhắn tin chỗ nào với phần bà không dám đưa cho người khác coi Dạ, con tạm biệt giờ. bà. Dạ.